Có một sự thật lạ lùng mà 2 năm qua chưa ai nói cho bạn biết. Đó là hơn 96% số người xem chùa kênh Dung Cúc. Mong bà con hãy ủng hộ tôi lên 50.000 sub. Lúc đó tôi hứa sẽ phát người yêu cho bà con. Ok, ghét cô thôi. Một thằng trẻ trâu chiếm chỗ đậu xe của tôi. Tôi liền chứng trị bằng cách xây một gazer nhốt xe nó lại. Tôi là một hot tiktoker nổi tiếng Đông Lào. Sau khi livestream bán hàng xong tôi lái xe về nhà. Nhưng khi vừa đến chỗ đậu xe tôi liền cau mày. Tôi thấy một chiếc xe hầm hố ở ngay chỗ đậu xe của tôi. Chủ xe là một thằng trẻ trâu bồ Lào nhất khu phố này. Vì hay donate đạt winner nên không có tiền mua chỗ đậu xe. Do đó nó toàn đậu xe vào chỗ của người khác. Dù đã nhiều lần bị phản nàn, nhưng thằng danh này vẫn dửng dưng. Nghĩ đến đây tôi liền lấy điện thoại ra xin ý kiến từ các fan. Chỗ đậu xe của tôi đã bị một thằng trẻ trâu chiếm. Tôi nên xử lý như nào bây giờ? Các fan trên TikTok của tôi liền đưa ra ý kiến, khuyên tôi gạ kéo solo follow để lấy lại chỗ đậu xe. À mà tôi phải gọi điện yêu cầu nó rời xe đi cái đã. Tìm khắp xe mệt bốn tụ quần mà không thấy số của nó. Tôi bắt đầu trở nên lòng tính hơn. Tôi gọi tổng đài chị Thỏ Ngọc để kết nối với nó. Máy tôi nhanh chóng kết nối với thằng trẻ trâu. Đang đi ẻ mà thằng đầu bùi nào gọi đấy? Tôi còn chưa kịp thở ra câu nào mà thằng chó đã chửi vào mặt tôi như tát nước. Tôi liền tức giận hét lên, cái tổ tông công nồng bát nước nhà mày. Mày đã chiếm chỗ đậu xe của tao rồi còn ăn nói mất dạy à? Tôi không nhiều lời mau xuống lái xe mày đi chỗ khác. Đừng để tao lòng tính. Không ngờ thằng Luân vẫn méo sợ mà bật lại rằng, tao méo thích đi đấy thì làm sao? Nói lắm vờ lờ cứ đậu bừa xe vào chỗ nào ở đó đi. Rồi tôi với thằng danh đấu võ mồm với nhau một hồi lâu. Cuối cùng nó vẫn cứng đầu không chịu xuống rời xe đi. Rồi các fan liên tục xúi dại tôi rằng, một điều nhị là chín điều nhục. Đấm bỏ mợ thằng danh con đi anh trai ơi. Tôi cũng cay dài lắm nhưng là người nổi tiếng phải giữ hình tượng. Tao cho mày cơ hội cúi xuống rời xe đi, không thì đừng trách tao gọi xe kéo tới. Nói xong tôi lập tức cúp điện thoại. Không biết thằng Loan sẽ làm gì, nhưng dù sao nó cũng sẽ gặp rắc rối to. Ngay khi tôi định gọi xe kéo, bỗng có một thằng trẻ trâu mặc áo đại bàng bước đến. Chân nó đi giày Gucci còn tóc nó màu vàng như cớt. Tay nó còn lăm lăm cầm theo cái cán chổi. Thấy tôi đứng ở đây nó vội xách đít đến chỗ tôi. Nó tức giận hét lên cái thằng chó này. Do mày đậu xe muộn nên bị tao chiếm chỗ là phải. Giờ thì lại khóc lóc cái lần gì hờ. Hôm nay tao méo rời xe đi chỗ khác đấy. Để xem mày làm gì được tao nào. Nói xong rồi nó giơ cây gậy trước mặt tôi. Nó đang đe dọa để xem tôi có dám gọi xe kéo đến không. Nhưng mà nhìn cái dáng vẻ của nó tôi muốn cười ẻ. Người thì 3m7, lùn hơn cả cây mía. Thế mà nó vẫn cơ mặt lên đe dọa tôi. Tôi định kệ mẹ nó rồi gọi cho xe kéo tới. Thì bất ngờ có một fan trên TikTok bình luận: em sẽ donate cho anh trai 1 tỷ với một điều kiện. Thấy kèo thơm mắt tôi sáng lên. Điều kiện là gì vậy em ơi? Điều kiện là anh trai hãy tự tay trừng trị thằng trẻ trâu này. Ngày trước học mẫu giáo nó bắt nạt bún chim em suốt. Nó khiến chim em bị teo không kiếm được bạn gái. Giờ em giàu rồi nên tiền nong không thành vấn đề. Chỉ cần anh trai trả thù nó hộ em. Anh trai có muốn trước kèo không? Hóa ra đây là quá khứ của kẻ phản diện à. Từ nhỏ thằng này đã bồ láo mất dạy rồi. Giờ tôi sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Với thằng giật rượu này thì tôi đã phát bay xa cả chục mét. Xong việc là tôi hút ngay 1 tỷ tiền đầu nét. Ê thằng danh con mày có rời xe đi không? Nếu không tao sẽ dạy cho mày bài học nhớ đời. Sau đó tôi quay vào trong xe. Thằng trẻ trâu tưởng tôi sợ nó nên vội chạy tới gáy to. Từ giờ đây sẽ là chỗ đậu xe của tao. Mày còn láo nhào quấy giày tao đi ẻ nữa thì tao cho ngay cái gậy vô mặt. Nó nhỏ nước bọt vào xe tôi rồi quay đít rời đi. Tôi đã gọi ban quản lý bãi đậu xe cho tôi xin số của hai người cạnh chỗ đậu xe của tôi với. Tôi có việc khẩn cấp muốn gọi cho họ. Tôi nhanh chóng có được số của hai người họ. Tôi gọi luôn cho người đầu tiên. Anh trai có muốn bán chỗ đậu xe không? Ông anh vui như bố đẻ em bé khi tôi hỏi mua chỗ đậu xe. Anh bán liền em trai ơi, anh sẽ bán cho chú em với giá gốc. Chúng ta ký hợp đồng luôn hôm nay. Rồi tôi gọi cho người thứ hai. Nghe thấy tôi muốn mua chỗ đậu xe thì ông rất vui. Ông nói sẽ qua ngay để ký hợp đồng. Vì tất cả họ đều bị thằng trẻ trâu chiếm chỗ đậu xe nên họ đã cố gắng bán đi cho đỡ đau đầu. Giờ gặp tôi muốn mua thì đúng là kèo thơm phải bán luôn. Chỉ vài phút sau đã có tiếng người đến. Khi tôi quay lại nhìn, hóa ra là hai người muốn bán chỗ đậu xe. Họ lập tức ký hợp đồng với tôi. Xong xuôi tôi trở lại bãi đậu xe. Tôi thấy chiếc xe cóc kẻ của thằng trẻ trâu vẫn đậu ở đó. May thật, tôi còn sợ nó sẽ lái xe đi mất. Sau đó tôi gọi điện cho ai đó và hẹn họ đến chỗ tôi. Chỉ 10 phút sau, có hai chiếc xe tải đi vào khu vực bãi đậu xe. Tôi bước tới chỗ nhà thầu, rồi chỉ cho anh ta thấy ba ô đậu xe ở bên cạnh. Anh trai hãy xây cho em một gara để xe ở đây nhé. Càng nhanh càng tốt hộ em. Chú em không rời xe đi à? Lúc thi công có thể làm hỏng xe đó, anh chỉ cần làm nhanh cho em còn cái xe không thành vấn đề. Ok, em dài 3 tiếng là xong ngay, lập tức mấy công nhân làm việc. Sau vài tiếng, chiếc xe của thằng trẻ trâu đã bị phong ấn bên trong gara. Kế hoạch thành công, tôi khoái chí cười. Danh con mày đụng nhầm người rồi, để xem tao trừng trị mày thế nào. Chỗ đậu xe của tôi bị một thằng trẻ trâu chiếm mất. Vì cây giái thằng lần này, nên tôi đầu tư xây luôn cái gara nhốt xe nó lại. Này thì chiếm chỗ đậu xe của thần đằng đẹp trai. Cho mày khỏi lấy xe ra luôn. Thằng trẻ trâu đêm nào cũng lái con xe cóc kẻ này. Nó nẹt vô inh ỏi phá làng phá xóm. Lúc này có một fan trên TikTok hỏi rằng, xây dựng gara ở đây có vi phạm pháp luật không anh trai? Tôi cười và nói rằng dĩ nhiên là không rồi. Tôi đã nhờ luật sư Huấn Hoa Hường tư vấn. Vì đây là khu vực đậu xe thuộc quyền sở hữu của tôi, nên xây gara không vấn đề gì cả. Lúc này thằng trẻ trâu đi giày Gucci mặc áo đại bàng, cùng với quả đầu vàng khè như cước. Nó đang vừa đi vừa nghe điện thoại.
Bố mẹ cưng không có nhà thì để anh sang luôn. Cúp điện thoại xong trông nó khoái khoái chảy nước miếng. Nay cô cháu vừa làm quen được một cô em trắng múp. Em gái ở nhà mình nên rủ nó qua chơi. Thằng trẻ trâu hớn hở vội cắp đít đi lấy xe ngay. Đến nơi mặt nó nghẹt ra như e chảy. Trời đụ thế này lấy xe ra kiểu gì? Không có xe thì sao qua nhà em được? Tôi ngồi trong xe hả hê nhìn nó phát điên lên. Chạy qua chạy lại một lúc, điện thoại của nó bỗng reo lên. Cưng à, có thằng lần nào đó nhốt xe anh lại. Xin em hãy chờ anh mà. Trẻ trâu khóc lóc giải thích qua điện thoại. Có thể do em gái kia không tin nó, nên nó rất cay giấy bắt đầu đá vào cửa cuốn của Gaza. Tôi thấy nó đá một phát mà sắp lủng cái cửa. Tôi vội ra khỏi xe đến chỗ nó. Mày làm cái quần què gì vậy? Mày phá hoại như này có tiền để đền bù không? Tôi thầm nghĩ chắc mình bị mấy ông thợ bịp rồi. Cửa cuốn kiểu méo gì mà thằng danh kia đá phát thủng luôn. Còn thằng trẻ trâu đang tức giận chửi thề. Đền bù cái loan, tao mà biết thằng nào xây cái Gaza này thì tao hóa kiếp cho nó luôn. Thằng này không sợ trời đất gì, lại tiếp tục lên cơn đá nát cái cửa. Được một lúc thì nó đá thủng gần hết cái cửa. Tôi nhếch mép cười khinh bỉ, rồi bước tới chỗ trẻ trâu và vỗ nhẹ vào vai nó. Mày đã thế thì tí nữa làm gì còn sức chơi với bạn gái. Gọi mẹ cho cảnh sát đến xử lý cho nhanh. Nghe thấy vậy thằng trẻ trâu thấy hợp lý quá. Tại sao tao không nghĩ ra nhỉ? Nhìn mày đần đần vậy mà thông minh phết. Được rồi, để tao gọi điện cho cảnh sát đến. Nói xong nó lấy luôn điện thoại ra để gọi. 10 phút sau, có một chiếc xe cảnh sát đã tới khu vực bãi đỗ xe. Trẻ trâu lập tức mếu máo cầu khẩn. Anh giai ơi, phải đòi lại công bằng cho em với. Không biết thằng lần nào đã xây Gaza ở đây, rồi nó nhốt xe em lại trong đó. Giờ em muốn đi chơi với người yêu mà không được. Anh bắt nó bồi thường cho em với. Tôi thấy thằng trẻ trâu vừa nói vừa khóc to như mẹ nó chết. Tôi trầm trồ không nói nên lời. Với kỹ năng diễn xuất của nó xứng đáng được đóng phim Nhật. Sau đó tôi tiến đến chỗ anh cảnh sát và nói, thằng này đã không kể hết đầu đuôi câu chuyện anh ạ. Anh cảnh sát nhìn tôi rồi ngạc nhiên hỏi, thế đầu đuôi câu chuyện như nào? Rồi tôi cũng tỏ vẻ nghiêm túc để trình bày. Anh ra, thằng danh con này đã cướp chỗ đậu xe của em. Em xây Gaza này để ngừa nó chiếm chỗ đậu xe của em. Mà ngờ đâu nó ghi hận trong lòng, rồi điên cùng đập phá Gaza mới xây. Nói xong tôi cũng giả vờ tỏ vẻ buồn bã. Trẻ trâu ngơ ngác nhìn. Sau khi choáng váng một lúc nó cũng kịp phản ứng lại. Tại sao mày lại nhốt xe của tao, rồi lại lừa tao gọi cảnh sát? Thì ra mày chọn cái chết, để tao hóa kiếp cho mày. Thằng lần càng nói càng hăng, tính lao vào xanh chín với tôi. Mày tính làm gì tao đấy? Lao vào mà đánh rồi anh cảnh sát sẽ xích cổ mày lại. Không phải là mày muốn một chỗ đậu xe sao? Tao lòng tốt xây hẳn cho mày một cái Gaza đậu xe, vậy mà mày lại đi đập phá nát cái cửa cuốn 20 củ của tao. Thôi vì mày đỡ nghèo khí nên tao đòi bồi thường 15 củ thôi. Trẻ trâu nghe xong xúc nặng. Nó đã bị giam xe xong giờ còn phải bồi thường. Nó lập tức phản bác lại, cái chỗ đậu xe của mày quý hóa quá. Tao đã chiếm rất nhiều chỗ đậu xe, nhưng mọi người có nói gì đâu. Anh cảnh sát nghe xong lời nó nói cũng hiểu được. Nguyên nhân vụ việc là do thằng trầu tre khốn nạn, chuyên đi chiếm chỗ đậu xe của người khác. Tôi rõ mọi chuyện rồi, cậu đã phá hoại tài sản, giờ cậu phải đền bù cho anh này đi. Còn việc cậu tự khai mình đã chiếm nhiều chỗ đậu xe, tôi sẽ xử phạt cậu tiếp. Thằng Loan nghe xong thì hết hồn. Nó có thể dọa đánh người khác để cướp chỗ đậu xe, nhưng đây là cảnh sát nên nó không dám ho he gì cả. Cuối cùng trẻ trâu cũng hạ giọng xuống xin xỏ tôi. Anh giai hãy cho em lấy xe ra trước với. Anh cảnh sát nhìn tôi và nói, hai cậu có thể tự hòa giải không? Hay lại phải lên phường giải quyết đây? Tôi gật đầu và nói có thể hòa giải được. Tôi sẽ để nó lấy xe ra ngay bây giờ. Nói xong tôi liền bấm nút mở cửa ra. Thằng trẻ trâu thấy con xe cóc kè của mình thì vội hớn hở, rồi nó lập tức lấy xe ra ngoài. Mọi chuyện đã ổn thỏa, anh cảnh sát cũng đã rời đi. Nhưng bất ngờ thằng Loan quay lại chỗ tôi, mặt nó hầm hầm sát khí. Mày cố ý chọc tức tao đấy à? Được thôi, để tao bồi thường cho mày này. Rồi nó điên cùng đập mạnh vào cửa cuốn, thế là chiếc cửa tội nghiệp nát luôn. Tôi tóm lấy đầu thằng danh, mày muốn bồi thường thêm chứ gì? Được thôi, để tao cho mày tận nguyện thằng chó. Bây giờ mức bồi thường sẽ là 30 củ. Trẻ trâu không có chút gì hoảng sợ. Nằm đấy mà mơ đi con, tao sẽ méo bồi thường cho mày một xu nào. Mày cứ trông chừng cái Gaza cho tốt vào, tao sẽ phá hỏng nó bất cứ lúc nào, rồi mày sẽ trả giá sớm thôi. Tôi khinh bỉ cười, sau đó lấy điện thoại ra và lưu lại đoạn ghi âm vừa rồi. Thằng danh con, mày còn non và xanh lắm. Các bồ thấy hay thì like và subscribe cho Cúc Nhạc, yêu các bồ nhiều.